không phải chờ đến khi có lệnh truy nã khởi tố bị can mà từ trước đó thì ông Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm đã đồng loạt thoái vốn ở tất cả các công ty mà mình sở hữu. Thậm chí là việc này đã bắt đầu được thực hiện từ tháng 4 năm 2017. Cụ thể thì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 sửa đổi ngày 26 tháng 4 năm 2017 cho thấy ông Phan Văn Anh Vũ đã rút toàn bộ 650 tỷ đồng, tương đương là 92,86% vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hưng Phát, pháp nhân từng tặng cựu bí thư Đà Nẵng Nguyễn Sơn Anh xe Toyota Avalon để sử dụng. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7 tháng 4 năm 2017 thể hiện ông Phan Văn Anh Vũ đã rút toàn bộ 40 tỷ đồng, tương đương là 80% vốn điều lệ của doanh nghiệp trên. Với siêu dự án Vầng Trăng Khuyết, The Sunrise Bay, hai pháp nhân liên quan đến ông Vũ Nhôm là công ty cổ phần xây dựng 79 và công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 từ ngày 19 tháng 4 năm 2017 đến ngày 28 tháng 6 năm 2017 đã rút 100% vốn tại dự án trên. Bản thân công ty Nova Bắc Nam 79 hiện cũng không còn cổ phần của ông Phan Văn Anh Vũ và đổi tên thành công ty cổ phần đầu tư và phát triển Trấn Phong.